Bước đầu, ngồi xuống xếp bằng, tĩnh tọa, nhắm mắt, hít vài hơi thật sâu. Tự kiểm nghiệm lại bản thân. Từ lúc mê game đến giờ, cuộc sống có tốt hơn hay là kém hơn? Tự khắc bản thân của các bạn sẽ có câu trả lời. Người mê game có phải là mê lầm? Khi rơi vào trạng thái quá mê game, bỏ bê cả công việc và gia đình, sẽ có vận suy. Nam giới quá nghiện game thì những cô vợ hoặc người yêu là người khổ sở nhất. Bạn đã nghe qua câu, thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết. Nghĩa là khi bạn đánh mất tâm trí mình, dành hết tâm tư của mình vào một việc gì đó, bạn sẽ đánh mất chính mình. Vì vậy, không nên đặt chọn tình cảm của mình vào bất cứ việc gì, vào bất cứ ai nếu không đủ định tĩnh. Khi mê thì không tỉnh. Mê game online, mê xe, mê thủy sinh, mê đồ hiệu, mê du lịch, toàn những thứ khá tốn kém. Say mê nhưng có chừng có mực là mê trong sáng suốt. Nhưng không nhiều người có thể kềm chế được dục vọng của say mê này. Nếu các vị là những bậc phụ huynh, khi đã mê game, làm thế nào để dạy bảo con trẻ, con đừng có mê game? Các bậc làm cha làm mẹ muốn con mình nên người, phải đoạn trừ cái xấu, nhưng lại không làm gương, chúng khó vâng lời. Làm thế nào để biết mình quá say mê một thứ nào đó? Thứ đó có thể tổn hại đến chính mình hay không? Đó là khi ta bị người khác làm tổn hại đến món đồ yêu thích của mình, sẽ căm giận người đó, sẽ căm giận người kia. Ta dành phần lớn thời gian cho nó, và khi bị mất nó, ta rất đau khổ. Có những game nó tiêu tốn vài triệu, vài trăm triệu trong một thời gian ngắn là chuyện bình thường. Vì khi mê, mọi thứ còn lại, ngay cả tình thân đều không quan trọng bằng game. Ma lực của game online rất lớn. Ban đầu mọi người nghĩ rằng chơi để giải trí, nghĩ đơn giản rằng ba cái game này làm sao nghiện được. Các vị nên biết, ở cõi ta bà này, cái gì càng hấp dẫn càng dễ bị nghiện. Game online lại là một ngành công nghiệp phát triển bậc nhất. Chính vì lẽ đó, nó khiến bao con người mê lầm, bao hoàn cảnh phải đau khổ vì nghiện game. Không riêng vì trẻ nhỏ, trẻ vị thành niên, ngay cả những người 4-50 tuổi cũng có thể trở thành người nghiện game. Game nói riêng hay bất cứ trò giải trí nào khác trong cuộc sống, nếu có sự cân bằng, dùng vừa phải, đó chính là liều thuốc cho tinh thần. Giả dụ bạn thích ăn uống, nhưng nếu bạn ăn uống quá mức lại lười tập thể thao, sớm muộn gì cũng tổn hại đến cơ thể. Nghe đến đây, hẳn các bạn nghĩ, ông này làm gì biết đến game online. Xin thưa với các vị, trước đây bản thân em cũng có một thời gian tự tiêu hủy thời gian, tâm tư của chính mình vì game online. Tuy không quá ảnh hưởng, nhưng cuộc sống đáng lo ngại. May mắn là dứt bỏ sớm để làm ăn kiếm tiền. Trong hội nhóm chơi game, có vài em vừa học đại học vừa cài game thuê để kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Kết quả là việc học dang dở. Một người vì quá nghiện game, một người vì quá mê kiếm tiền. Đối với game online, thời gian không bao giờ là đủ, nhân vật không bao giờ là mạnh, tài nguyên cũng giống như tiền tài tài khoản trong ngân hàng của bạn, bao giờ cũng thấy nó thiếu. Vậy cách nào để nhận biết một người thân đang mê game? Bình thường khi ngủ dậy, họ chụp ngay cái điện thoại để vào game, cắm mặt vào game hàng giờ đồng hồ. Game là nhất, ăn uống chỉ là thứ yếu. Đến giờ đến lượt phải vào game, không vào sẽ bị ăn chửi. Họ sẽ sống dở chết dở nếu tài khoản của họ bị hack hay là bị ban. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi nghiện game? Đầu tiên là sẽ có lối sống rất là tiêu cực với chính bản thân mình. Lười vận động, lười ăn, lười uống, lười ngồi, lười nằm và thường chây lì một chỗ. Sắc thái lúc này của họ, trên gương mặt của họ tối sầm lại, dễ có vần thâm ở mắt, tánh khí thay đổi thất thường, dễ biểu hiện qua bên ngoài.
khi thì rất vui, khi thì rất quạo, và dĩ nhiên dễ quạo với người bên cạnh, nhất là những người vốn có sẵn tâm tính cộc cằn. Bước đầu của người nghiện game là tiêu cực với chính họ, tiếp theo là tiêu cực với người khác, dễ cáu gắt với tất cả mọi người, không cho ai chạm vào tài khoản game của mình, tiêu tốn rất nhiều thời gian vào game, tiêu tốn tiền bạc để nâng cấp điện thoại, nâng cấp máy tính có cấu hình mạnh hơn để chơi game được ngon hơn. Và hiển nhiên sẽ không đủ thời gian cho công việc, không đủ thời gian cần thiết cho người thân, vì chính bản thân họ còn không có thời gian cho họ. Vì vậy, hầu hết mối quan hệ bên cạnh dễ xấu dần đi. Ngược lại, họ sẽ có thêm vài mối quan hệ mới đầy nhiệt thành, đó chính là bạn game online. Nhưng số quan hệ tốt đẹp này không nhiều, thay vào đó là có thêm người thù ghét. Nhìn thấy nhiều người đáng ghét khi quan điểm chơi game hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn từng là người nghiện game, bạn sẽ hiểu rõ được quy luật đơn giản. Muốn ạc của mình mạnh thì có vài cách. Ví dụ cách 1, bỏ nhiều thời gian để cài. Cách 2, nạp nhiều tiền. Cách 3, cả 1 và 2. Chỉ đơn giản như vậy mà chơi hoài không thỏa mãn được. Thời gian con người có hạn, tiền bạc cũng có hạn, nhưng vì quá mê, bạn mong muốn ạc mình mau mau mạnh lên, thế là bạn có thể nghĩ đến cách gian lận. Bạn mod game, bạn hack game, mua đồ lậu thông qua bên thứ ba. Khi bạn gian lận, trước sau gì cũng bị khóa tài khoản, khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn. Đây là cú đau nhất của người mê game. Trong lúc này, dù biết rằng làm thế nào cũng không mở lại được tài khoản, nhưng lâu lâu vẫn vào ngó. Giả dụ sau 6 tháng, 1-2 năm gì đó, tài khoản của bạn càng mạnh hơn, thì thời gian bạn mê lầm càng lâu dài. Dù tài khoản của bạn có lên level cao cỡ nào, bạn cũng không phải là nhân vật VIP nhất, nhân vật mạnh nhất. Dù tài khoản game của bạn khá mạnh, nhưng bạn vẫn ao ước có thêm vài nhân vật. Những nhân vật bạn chưa có, những món đồ đặc biệt để nâng cấp cái ạc yêu quý của mình. Bạn có được một nhân vật mới trong game thì cần rất nhiều thời gian, rất nhiều tiền của. Khi bạn có một nhân vật mới thì mỗi tháng game lại ra nhân vật mới hơn. Và cứ như thế, tâm ý của bạn chỉ có mong muốn như thế, ngày này qua năm nọ. Sau này nếu có bỏ game, bạn sẽ nghĩ lại, chả có gì hay ho, tại sao trước đây mình mê lầm như thế. Thật ra mọi thứ trong ấy đều rất hay ho. Một tựa game được phát hành bởi một công ty lớn, biết bao người tạo ra, tất cả họ đều những người tài giỏi. Họ làm sao cho game đẹp nhất, mượt nhất, cạnh tranh nhất, để người chơi nghiện game càng khó thoát ra. Người chơi luôn cống nạp tiền vào game để công ty họ phát triển. Khi đã quá nghiện game, tiêu tốn nhiều thời gian vào nó, không còn tâm trí cho việc nào khác và cả làm ăn kiếm tiền. Trong thời gian chơi game, có thể xung đột với những thành viên khác vì quan điểm cá nhân. Đó chính là lúc vận khí của bạn suy. Khí trường bạn tạo ra là khí trường tiêu cực, thông qua hành động, ánh mắt, lời nói. Càng thua, bạn càng cay cú. Mỗi lần tức tối vì game, vào soi gương lại xem thần sắc của mình đáng sợ ra sao. Nếu rơi vào tình cảnh ấy, bạn chỉ cần vài bước để thay đổi vận trình. Bước đầu, ngồi xuống xếp bằng, tĩnh tọa, nhắm mắt, hít vài hơi thật sâu. Tự kiểm nghiệm lại bản thân, từ lúc mê game đến giờ, cuộc sống có tốt hơn hay là kém hơn? Tự khắc bản thân của các bạn sẽ có câu trả lời. Muốn vận hạn của mình được hưng vượng, hãy đoạn trừ những việc ảnh hưởng đến tâm trí, ảnh hưởng đến người thân. Muốn cuộc đời về sau được hưởng phước, ngay từ bây giờ phải biết mở lòng bố thí, nhất là mở lòng với chính mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.